này xe ba gác mình lên dốc nha anh em, tại xe ba gác mình không có bắt chớn được, chạy mình kéo số mạnh không à. Này là số máy số 1 ha, anh em kéo thêm cái cần số mạnh lên đó, chạy số mạnh lên là dốc này là mình bò lên phào phào nha, tại vì nó không có đứng dốc nên bò được nha anh em, chứ sợ dốc đứng nó bò không được thôi. Rồi mình bò dốc, lên dốc cho anh em xem nha. Dốc bây giờ mình ngã xuống mặt nha anh em, xuống dốc xe ba gác thì chạy nó khỏe hơn xe lôi nhiều nha anh em, khỏi bắt đầu bánh chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
công nhận là con tôi là to hơn. Chạy hai tay mới được, chạy một tay chạy không được anh em ơi.